Vô nè anh Nhau. Đó nè. Nè. Đây nè. Em không có nhận đâu nha. Đó nè. Đó nè Ngọc. Nè. Đây nè. Đỡ đi anh Nhau. Ai. Ai. Chết cần. Sao mà đỡ nổi. Đưa trái cậu cho anh lẹ lẹ đi mày ơi, anh còn phát nữa nè. Ủa, sao trái cậu nằm đây vậy? Chứ vừa gọi anh đập có qua lứ đâu. Quỳnh đi. Quỳnh nè, tao mà đỡ được đây nè. Bả vô. Cái tình huống hồi nãy á là anh cố tình đánh hụt để coi coi cái sự phản xạ của em như thế nào thôi. Cảm ơn Nhau. Bây giờ anh mới đánh thiệt nè. Rồi vô đánh nè. Vô. Chuẩn bị nè nha. Rồi rồi. Rồi chưa? Bác đi anh Nhau. Nè, phát đi Ngọc ơi. Ủa, bữa nay không quay hay sao mà không thấy anh Vinh đâu hết trơn hả? Anh Vinh đang ở Hà Nội quay VTC cho chương trình Quân Bảo Vệ Môi Trường rồi. Trời, lần này không đi quay xa chứ hả? Ừ, sao lắm em ơi. Chắc cực dữ lắm à. Ủa, anh Vinh đâu? Anh Vinh đang ở Hà Nội rồi. Tối nay mới bay về đây. Lịch là ngày mai team mình sẽ quay cái clip reaction team tôi đi lúc còn nhỏ á. Trời ơi, vậy bữa nay nhớ em gái không tới luôn trời. Chắc sớm giờ có ai thấy bé heo không ta? Nữa. Suốt ngày bé heo. Cái đầu mày có nhiêu đó thôi hả? Ủa? Ủa gì vậy? Cái chuyện tao nghĩ tới ai là quyền của tao. Có ảnh hưởng gì tới mày không? Hả mày? Có làm cho nhà mày mất đi một hạt gạo hay mất đi một miếng ánh sáng nào không hả anh kia? Hả? Cái gì? Tao đang nói chuyện với mày mà mày nhìn ở đâu vậy hả? Mày nhông nhông cái chân anh làm gì? Tính đá tao hả? Thách mày đá tao luôn á. Nè mày giỏi đá tao đi. Nè. Nè. Mày gan lắm mà. Đá tao đi. Nè. Đó. Đó. Thằng kia. Cái chân mày dính cái gì vậy? Hình như là cước chó đó quay. Cái chân mày đạp cước chó thì mày không nói cho tao biết. Tao có kịp nói đâu. Tao cũng mới đạp nè. Chưa gì hết mày lấy cái chân đâu, chạ lên cái chân mày rồi. Tự làm tự chịu. Phải rồi đó mày ơi. Tao làm chứng nè, tao thấy mày lấy cái tay của mày chụp vô cái chân của nó rồi chạ lên cái chân của mày á. Thôi quá, thôi tao đi rửa chân à. Rồi sao mày không đi rửa chân đi? Mày đứng đây một hồi là lỗ mũi của mấy anh em tao nổ luôn đó. Rửa chân xong cho mày. Ờ rồi nè, rửa đi Quang. Cho tao. Rửa lẹ lẹ đi mày ơi, lâu quá. Ủa, hôm nay bọn mình nghỉ quay phim thì về đi chứ ở đây làm gì? Giờ về nhà hả? Biết làm gì đâu. Bấm điện thoại không chán chết à. Vậy thôi đừng về. Giờ xuống phòng studio cuối sớm á, còn mấy đứa con gái thu âm bài hát mới được không? Được nha. Bữa nay mấy đứa con gái chơi sang gì vậy? Thu âm mấy cái phòng kiểu đó mắc tiền dữ lắm á. Nghe đâu một tiếng mấy trăm ngàn luôn á. Xong chưa đi nè. Đi nè. Đi nè. Lẹ lên. Ê, sao cái đường vô studio này nó hoang sơ dữ vậy? Cái studio cắt ở chỗ này nè, nó mới cách âm tốt được à. Chỗ này nè. Chưa đâu, khúc này cao dữ lắm. Nè qua đi trả tiền. Dạ. Để chị hát cho. Chuẩn bị vô nè, tập trung nghe chị hát. Dạ. Y tiên phiêu vô. Ôi mẹ Dĩ Phương, em đang phiêu theo lời bài hát. Em buồn, em khóc.
Thôi cưng đừng có khóc nữa, để chị giúp cưng hát cái đoạn khó này cho. Tôi đi hết tiền. Dạ. Xong chưa? Dạ xong rồi. Cái này mới gọi là tay trái chỉ trăng nè. Mấy đứa ơi, anh nghĩ là tụi mình nên đi về đi. Chứ đứng đây nãy giờ chân của anh nó bủng rủng hết trơn rồi nè. Anh bị bủng rủng cái chân là còn đỡ đó. Em nghe chị Thảo hát xong, cái tay bị dập bẻ nãy giờ luôn nè. Thôi thôi đi về anh em ơi. Đi đi, đi về ơi. Anh ngủ đi về. Lẹ lên đi. Ngồi đi. Dạ. Nhanh đi em ơi, khẩn trương lên. Chào mọi người, ngày hôm nay team chúng tôi sẽ tiếp tục reaction phần 2. Yeah. Video đầu tiên Tony thi nhảy cao ăn kem tươi. Clip này là được quay vào ngày 27 tháng 5 2019, tức là cách đây là gần 5 năm rồi đó mấy em. Hào 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 này mạnh lắm, ở nhà nó trâu lắm, thấy chưa? Cũng thành công rồi nè. Quá mạnh. Da đen này là mạnh. Để ý à, mấy anh da đen mạnh dữ lắm. Quá tốt. Trời ơi. Nhìn cái mặt này nó ghét gì đó. Con gà nhảy cạo cái mức ngang dài ngã tiền à. Vậy cũng té rồi yêu. Qua lại, tới mày nhảy kìa. Mức này nó cao quá, nghe tới vú em luôn rồi. Sao em nhảy được anh Vinh? Wow. Nhìn gì mày? Người ta lùng thì phải dùng mưu kế chứ. Đúng là mưu hèn kế bản. Đã đang trong thời gian lấy lòng bé heo mà anh Vinh cho coi là những khoảnh khắc nhục nhã như vậy. Đã quần luôn. Xin chào các bạn fan Tony. Đến đã đến giờ tôi thể hiện rồi. Hãy xem thử nha. Mà anh ngáo như trời. Gì đó, không phải tự nhiên mà anh đặt tên anh ngáo đâu. Ừ, vào đây. Cổ vũ lên. Rồi. Hey. Chân thì dài dễ quá. Nhảy thay gì chưa rất là đuối nha. Anh đi mày ơi. Heo ơi, nhìn mặt của anh Quang hồi xưa ngáo thiệt chứ. Kìa, nhìn mặt anh kìa. Thấy rồi. Thôi, video tiếp theo là Tony TV giọng hát ám ảnh. Clip này vui lắm. Coi nha, video này là quay cũng khá lâu rồi. Để anh coi coi là mình đã quay vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, tức là cũng khoảng 4 năm trước rồi đó mấy em. Và hôm nay team bọn mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi hát. Tất cả các thí sinh hãy nhìn về bài hát phía bên này đây. Bài hát bài bộ khó dữ rồi nha. Khó thì cũng phải thi thôi chứ không lẽ giờ bỏ cuộc. Này nói chung là cũng có một ít tiềm lực, nhái chưa có giống nhưng mà cái giọng nó giống cho qua luôn. Mày hát cái này mày ghê vậy, cái anh này hát giọng quá gớt rồi. Ôi gì mà văng nước miếng vô mặt anh Vinh tùm lum chứ hả? Mình sẽ chuyển sang video tiếp theo nha mấy em. Tony TV Gummy Oreo, tức là đồ ăn thật đồ ăn giả, nhớ cái clip này không? À, cái clip này anh Vinh quay ngay sau mùa dịch Covid nè. Anh nhớ là quay cũng khá lâu rồi. Để coi coi quay vào ngày tháng năm nào nha. Ngày 25 tháng 4 năm 2020. Trời đất ơi, nay là tháng 12 2023 á. Hello bạn.
Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Cuối cùng cũng đã hết dịch rồi, bọn mình bây giờ cũng đã thoải mái quay clip rồi, không có sợ cái vụ mà tụ tập trên 10 người trở lên nữa. Trời ơi, chuẩn bị đi học nữa rồi. Mấy đứa học lớp mấy rồi? Lớp 6. Bây giờ trước khi vào học, mình sẽ kiểm tra kiến thức của mấy em này nha. 2 cộng 2 bằng nhiêu? Bằng 2. Rồi, 6 cộng 1 bằng? 11. Đúng là mấy đứa học dốt. Thằng này đi, thằng này khỏi hỏi đi, nhìn mặt nó không biết, nó không biết đâu. Còn Quang này nữa, 2 nhân 1 bằng? Dạ bằng 21. Học giỏi với Quang. Anh Vinh, đừng có reaction em nữa, cho em một chút xíu mặt mũi đi anh. Quang này nói cũng có lý nè các bạn, nếu mà mình cứ dồn vào reaction trên từng cái video kiểu đó nha, là làm chừng 10 clip thôi là cái video này mình quay tới tối luôn chưa xong nữa đó. Anh sẽ tập trung vào reaction từng thành viên đi. Đã. Bạn nào muốn xung phong được reaction trước? Đừng có đụng đẩy nhau nữa. Bạn nào được reaction trước thì bạn đó đỡ quê trước thôi. Dạ thôi, vậy thành em trước đi anh cho anh. Team mình sẽ tập trung vào reaction Tiểu Cường đầu tiên nha các bạn. Đỡ cờ nha, mày tự tin. Mình ăn nguyên đùm nha các bạn. Trời ơi, sao cái nết hồi xưa mà ăn xấu dữ vậy? Ta cách nhà thật rồi, xương trắng kiệu hôn. Ngày em bước ra đi thật mắt với việc ly. Mai vẫn ra bên thềm nhà lá xe. Mày là thành viên của đớm hả? Bệnh sắc đúng không? Ê, cười đã chưa? Dạ đã. Giờ tới reaction em nè. Ờ, sao hả? Thôi, tôi nè con. Mày nè. Cho mày cười tao nè. Quang. Bình thường lại rồi. Vậy tại sao lúc còn nhỏ nó lúng vô như vậy? Cái clip đó quay trong tháng Noel, thời tiết lạnh, thành ra nó lúng vô. Phải không? Trong video này các bạn sẽ xem được cuộc chiến sumo. Tướng của mày mà đấu sumo cái gì? Gạo. Ê Quang, cái clip này quay lúc trời nắng nè. Mà sao cái núm của mày nó thụt vào trong vậy? Nó thục vậy rồi có ảnh hưởng gì tới mày không? Nhà mày có mất đi hạt gạo không hả? Lo coi clip đi. Cười gì? Anh Vinh ơi. Coi kìa. Kìa dám xin người khác đi anh ơi, đừng có dìm em nữa. Năn nỉ em luôn. Có bạn nào muốn xung phong được reaction sớm không? Mình reaction nam xong rồi bây giờ tới nữ đi anh. Tới nữ đi anh ơi. Ủa mày, tới nữ đi anh. Ok, reaction chị Thảo. Theo quyết định sử dụng nguyên liệu là tre. Bay ơi, bay. Bay ơi, bay ơi. Chị hồi nhỏ hơi đen như chị Thảo. Thánh thần ơi, chị Thảo đó trời. Nhìn đúng ra luôn á. Sao ngày xưa chị Thảo xấu như trời. Xấu đâu mà xấu. Chắc tạo đó máy quay bắt ngay khoảng khắc chị Thảo không được ăn ảnh thôi. Em nói đúng rồi đó, coi tiếp đi. Cái đèn tử ống tre là dễ nhất luôn rồi đó. Mình cắt hai đầu ống tre mình bỏ lấy cái thân đục lỗ là xong. Gì vậy? Làm gì hai đứa bay cười hoài hả? Ông trời đâu có cho ai tất cả đâu. Tuy chị Hảo xấu thiệt, nhưng đổi lại chỉ được cái dịu dàng nết na. Ơi Đại, chị Hảo ăn uống nết na quá trời luôn kìa. Thì tích cả chục ký mỡ dồn như cái bụng. Mai mốt tiểu đường tới nơi đi nè, không lo. À,
ở đó mà để ý tới gái. Và đây là bộ trang phục bikini Luffy. Lên cái đi. Ủa, bikini hả chứ không phải bikini nhá, lộn bikini các bạn ơi. Nó sai rồi, cái này mới gọi là cái nông chú mà. Hả? Đâu cho ta mượn ai? Trời ơi, đại ơi, bộ hồi nhỏ mày hiếu sửa dữ lắm hả? Sao mày làm cái hành động mất mặt đàn ông quá? Mày bút lẹ cho tao bút với. Mày chống ai cũng mắt lên mày nhìn kìa. Hồi nãy mày nói tao đúng không? Nhọc. Ê, thôi 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 thôi. Mày đứa bà đừng cãi lộn giúp tao một cái. Tao là ê mày. Bộ hồi nhỏ hai thằng không được bút sữa mẹ hả? Làm ơn kiểm soát cơn thèm muốn của mình lại đi. Hai đứa bay làm vậy, con trai tụi tao nè, nhục dữ lắm. Ha. Rồi, coi tiếp đi. Kẹo núm vú này ăn đã nhiều lần, ăn lại vẫn ngon. Mày danh mày gà. Mày nói với tao. Anh danh. Cái gì? Ghi xịn phần 1 á, anh về em gọi. Ghi xịn phần 2 này á, anh không lỡ bản két mà ghi xịn đi. Sao anh cứ đệm ra mà dìm quậy vậy? Chị em Vinh ơi, ghé sành chị Phương đi. Trời ơi, tại sao mày rồi? Phương nha các bạn. Năm rồi, tập hợp mấy em nhỏ này ăn một buổi liên quan. Ủa, đang gây Vinh mà làm hành động gì vậy? Để tao coi coi. Nó làm gì nè, chắc nó nghĩ nó đẹp lắm á. Thử thách đầu tiên mấy đứa em ở đây phải vượt qua được, lấy quả bóng rổ trước mắt này ném vào cái lon, nếu em làm cho ngã cái lon đó thì... Anh Vinh ơi, vậy em năn nỉ anh luôn á, anh chuyển qua rỉa sành đứa khác đi, chứ cùng Phương lúc nhỏ nó làm mấy hành động nhảm nhí gì không à. Rồi bây giờ anh chuyển qua rỉa sành em nha ngáo. Coi rồi chuyển qua rỉa sành ngáo nha các bạn. Anh kéo tài đặt cúp giải vô địch Việt Nam, anh ngáo mày đang làm cái gì vậy hả? Oh my god, con trai mày đi kéo tài với con gái, ai biết chơi kiểu này dù có thắng cũng hãnh diện gì đâu trời. Mày đang làm cái gì vậy hả? Mày là con trai mà tại sao mày lại yếu như vậy? Dạ ơi. Anh nhường, chứ mình nghĩ coi nhỏ đó có trình kéo tay thắng anh nè. Thái độ của mày vậy là sao? Không tin hả? Không tin thôi mày, coi tiếp kìa. Đại ơi, nãy giờ tao thấy mày để bi vào gà cho nó thử ăn không à. Cái bi như vậy mà. Tới cái clip đánh bi ra rồi. Mày chống hai con mắt của mày bự ra. Coi anh đánh bi ra nè. Thôi để. Làm cái gì mà ve dữ vậy? Bi này quá dễ với anh mà. Cũng thường thôi. Tao thấy cái đà này chắc từ đây đi mất cái danh thạch ngáo ở trong kênh mình quá. Bang. Nó đẩy tao bắn gì trời. Sao anh nháo hồi xưa dụng về với người ta? À, báo của tim hồi 3-4 năm trước đó. Video reaction phần 2 team Tony lúc còn nhỏ đến đây là kết thúc nha mọi người. Thấy thời gian trôi qua nhanh không mấy em? Dạ. Mới đây thôi là đã là 4-5 năm trước rồi. Lúc đó mấy em nhỏ này hả, còn nhỏ xíu xíu các bạn. Á Tiên hồi xưa súng 4 cái răng trước nè, giờ nhe răng AK. Đó, bây giờ nó hết súng, nó chuyển sang loài sĩ luôn rồi các bạn ơi. Nhất là Kunu nè. Kunu bây giờ nó cao, hồi xưa nó đứng ngang ngực mình.
giờ nó cao bằng mình luôn nè các bạn. Dạ. Anh mong là khi mấy đứa cao lên á thì cái tri thức của mấy em nó cũng tăng lên tí để thuận với cái chiều cao của mình á. Đừng có ăn hiếp mấy bạn nhỏ con hơn mình nha em. Dạ. Đừng có ra đường làm hổ báo nha. Dạ. Đừng đổ xe nha. Dạ. Ôi, cái gì? Hôm qua anh đi ra Hà Nội á, anh quay gì ngoài hả? À, anh ra ngoài Hà Nội anh giao lưu với fan. Với lại mình ra ngoài đó các bạn, vô công ty làm kỹ xảo TVC chơi thẻ cool. Mình học hỏi được rất là nhiều luôn. À, mấy đứa có muốn coi TVC đó không? Dạ không. Nguy rồi, bao bự chỉ số nổi. Cứ lại chân ăn, còn không? Mới đây mà đã hơn 4 năm rồi. Thì sau khi xem xong video này thì các bạn cũng đã thấy được sự thay đổi cũng như là sự trưởng thành của các em nhỏ trong nhóm Tony TV trong thời gian qua. Thì thật sự là thời gian trôi qua quá nhanh mọi người ơi. Noel lại tới nữa rồi. Thì nhân dịp đó, mình và team Tony sẽ có một buổi giao lưu và chụp hình với fan tại quán nước Mèo Ngố. Địa chỉ là số 585 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong khung giờ này, tối ngày 24 tháng 12 tức là tối Chủ nhật ngày mai đó nha các bạn. Và rất mong mọi người sẽ đến quán nước để ủng hộ mình. Và hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai nha. Từ cho anh em thấy. Hay quá Trinh ơi. Thả vô đi cha. Cái gì? Bắt vô, bỏ vô. Ừ. Bỏ vô đi. Trời ơi, có ca, có ông Dũng ca. Rồi, từ từ.